Mình chào bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên đó là Modbright Ruby 500W3. Thì đây là một thuốc mà diệt trừ sâu, rệp sáp, các loại rầy gây hại trên cây trồng như rầy xanh, rầy nhớt, vân vân. Thì bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của cái gói Modbright Ruby 500W3 này. Gói này thì có vi cách đó là 15 g, 100 g và 220 g. Về cái thành phần hóa chất của sản phẩm thì thứ nhất là sản phẩm này có hóa chất acetamiprid có hàm lượng đó là 200 g trên kg. Thứ hai đó là cái hóa chất chlorpyrifosfatin có hàm lượng đó là 300 g trên kg. Thì mình xin đi vào phân tích hai hóa chất này để các bạn có thể là suy ra được cái công dụng của sản phẩm. Thứ nhất đó là hóa chất acetamiprid. Đây là một cái hóa chất mà nó thuộc cái nhóm neonicotinoid cả ha. Cái hóa chất này á thì nó sẽ đánh mạnh, nó sẽ tiêu diệt mạnh các loài côn trùng chích hút. Mình ví dụ như là rệp sáp nè, ví dụ các loại rầy. Đây các bạn, mình đang nói về hóa chất ở trên đây, acetamiprid ha bạn ha. Ngoài ra thì cái hóa chất acetamiprid này chúng ta cũng có thể dùng để chúng ta ngâm hạt giống, chúng ta xử lý hạt giống để diệt những cái trứng của rầy, của rệp ở trên hạt giống chúng ta. Để khi mà chúng ta gieo trong đất đó, thì cái hạt giống của chúng ta nó sẽ đã sạch hết những cái mầm trứng, những cái mầm bệnh các bạn ha. Còn mầm bệnh thì chúng ta sẽ pha thuốc nấm và thuốc diệt vi khuẩn. Một cái đặc điểm của hóa chất acetamiprid này nữa các bạn là nó đánh mạnh ở hai cái pha các bạn ha. Thứ nhất là pha trứng và thứ hai là cái pha trưởng thành của côn trùng gây hại. Vì vậy khi mà chúng ta xử lý hóa chất acetamiprid này thì có thể là ngắt được cái vòng đời của côn trùng rất là xa. Đó là cái phần làm chủ diện cho quá trình mà côn trùng tái tấn công lại vườn cây chúng ta cũng rất là lâu rồi ha. Hóa chất acetamiprid này các bạn thì nó sẽ tấn công vào cái hệ thần kinh côn trùng các bạn ha. Khi mà côn trùng bị tấn công đó, thì nó hóa chất này nó sẽ làm tê liệt các hoạt động của cơ quan cảm nhận của côn trùng. Đó, làm cho côn trùng không thể tấn công được, không thể chích hút vào cây chúng ta được nữa. Và từ từ chết đi. Và cái hóa chất thứ hai của sản phẩm Moprarubi này đó là hóa chất chlorpyrifosfatin các bạn ha. Hóa chất này là hóa chất thuộc cái nhóm lân hữu cơ. Hóa chất này thì mình nghĩ là các bạn cũng rất là quen thuộc rồi. Nếu các bạn thường hay xem video của mình á, thì mình thấy là hóa chất chlorpyrifosfatin này nó nằm trong rất là nhiều loại thuốc sâu các bạn ha. Anh này thì anh đánh sâu mạnh các bạn. Đánh sâu mạnh thì ngoài cơ chế tác động đó là tiếp xúc bị độc á, thì anh chlorpyrifosfatin này ảnh còn có khả năng nuôi dẫn các bạn ha. Ảnh lưu dẫn vào xông hơi, vậy ảnh cũng rất là phù hợp để đánh các loại sâu mà khó trị, các loại sâu cứng đầu như là sâu đục thân, sâu đục quả. Thì khi mà chúng ta kết hợp được hai cái hoạt chất acetamiprid và chlorpyrifosfatin lại với nhau đó, thì về cơ chế tác dụng đó, thì chúng ta sẽ có được là tiếp xúc là bị độc và xông hơi, ở đây thiếu lưu dẫn rồi ha. Còn về cơ chế tác động đó, là nó sẽ gây kích thích dẫn truyền thần kinh, làm cho côn trùng tê liệt, ngừng ăn và chết. Và đặc biệt khi mà chúng ta phối hai hoạt chất này vào đó, thì cái hiệu lực nó sẽ nhanh và nó kéo dài nữa không ha. Và trên màn hình của các bạn đó là cái mẫu mã mà chúng ta đã xin lỗi các bạn, là cái liều liều mà chúng ta pha với nước. Thì đối với con sâu cuốn lá các bạn ha, thì chúng ta sẽ pha cái liều là 35 đến 50 gram cho bình 16 lít nước. Đối với rầy nâu thì chúng ta sẽ pha là từ 40 đến 60 gram cho bình 16 lít nước. Và đối với rệp sáp thì chúng ta sẽ pha là 700 gram cho 200 lít nước. Các bạn lưu ý là nếu mà đối với rệp sáp thì chúng ta có thể pha thêm một ít nước rửa chén vào để chúng ta đánh tan đi cái lớp sáp của con rệp các bạn ha, thì thuốc nó sẽ thấm qua lớp cutin và nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm Moprite này là hết, thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.